Dạ, em xin chào tất cả mọi người. Hôm nay thì shop đầu câu Nhật Bản Bình Định xin được giới thiệu với mọi người cái video số 212, bao gồm có tất cả là 15 mấy con máy câu hàng Nhật Bản. Và lô máy câu của em ngày hôm nay thì sẽ có các máy có size tương ứng từ 1.000 đến 11.000. Sẽ ngày hôm nay thì em sẽ giới thiệu với mọi người có một vài máy nó ngoại hình khá là đẹp ạ. Và giá em báo trong video này thì chưa bao gồm phí ship, anh em có ship có toàn quốc và phí ship của mỗi đơn đối với máy là 30.000, khách nhận hàng, kiểm tra hàng và thanh toán ạ. Thì đầu tiên em xin giới thiệu với mọi người con máy số 1 của em có này. Thì con máy số 1 của em có đây là một con máy của Shimano, Holiday Spinning size thật của máy là 1.000. Máy này ngoại hình xấu nha mọi người, máy này ngoại hình thì nó bong tróc cũng tương đối như này. Và cái dòng này Shimano Holiday Spinning 1.000, size thật của máy là 1.000. Máy này thì là của Nhật chứ không phải là của Singapore hay là của Malaysia gì cả. Máy này cối và thân là bằng carbon, tay quay bằng kim loại nhá, đổ được tay quay trái phải. Nhưng mà máy này có cái ngoại hình là xấu, nó bị bong tróc con trời xước cũng tương đối nhiều như thế này. Mô pin 6 này, lưỡi gà vẫn còn, khuyên đầu dây của máy đây, rất là sáng nha. Máy này thì mỗi tội có ngoại hình xấu thôi, còn mọi thứ chức năng khác là khá là ok này, gặp cướp hoạt động tốt. Còn hoạt động của máy này như vậy. Đấy, máy quay rất là nhẹ nha. Máy thì hoạt động khá là nhẹ em, không vấn đề gì cả, nhưng mà có ngoại hình xấu. Ngoại hình của máy thì không được đẹp lắm. Và máy này là của Nhật, máy số 1 có giá là 180.000. Máy này nặng là 230g ạ. Máy này 230g nhé. Tiếp đến máy số 2. Máy số 2 đây em có con máy của Shimano Holiday Spinning 2.000. Máy này size thật là 2.000. Nhưng mà con máy này là của Singapore xuất Nhật nha mọi người, không phải là máy của Nhật ạ. Máy này thì cước số 3 vào được 100m, máy này size 2.000. Khuyên đầu dao của máy này khá là sáng nhé. Một bên sóng lưỡi gà vẫn còn. Máy này thì cối và thân là bằng carbon, tay quay là bằng kim loại, đổi được tay quay trái phải nhé. Ngoại hình của máy đây, máy nó bị trầy xước những cái vị trí nhỏ như này, như thế này thôi ạ. Xước những vị trí nhỏ, đuôi máy thế này. Đây, ngoại hình tổng quan của máy. Tay quay của máy thì khá là sáng. Máy này thì ngoại hình cũng không đến nổi tệ, có những vết xước nhưng mà không đến nổi tệ lắm ạ. Đây. Một bên sóng lưỡi gà vẫn còn. Máy này size 2.000 ạ, gạt cước, hoạt động tốt nữa. Khuyên đầu dây của máy đây. Khuyên của nó khá là sáng, khá là ok nha mọi người. Và đổi được tay quay trái phải, còn hoạt động của máy này, máy thì rất là nhẹ, chốt chặn nè, hoạt động tốt. Và máy này là của Singapore xuất Nhật ạ. Máy số 2 có giá là 280.000. Và máy số 2 này nặng là 260g. Tiếp đến máy số 3. Thì máy số 3 đây em có con máy của Rebaby Auto. Dòng Rebaby Auto 2500B. Thì máy này cái ngoại hình nó nước sơn nó cũng không được đẹp nha mọi người, một vài vị trí nó muốn bong ra như thế này, này muốn bong ra, bị bong tróc như thế này. Nhưng máy đuôi máy. Máy này cối là bằng carbon, thân và tay quay bằng kim loại, đổi được tay quay trái phải. Tay quay của máy thì khá là sáng đẹp. Khuyên đầu dây của máy đây ạ. Khuyên khá là ok nha. Mô bên sóng này, lưỡi gà vẫn còn. Thông số cước của máy ạ, cước số 5 vào được 160m, cước số 4 vào được 210m. Máy này size 4.000 nha mọi người. Máy này size 4.000, bởi vì dòng này cố nó hơi nhỏ nên máy nó bị bong tróc. Nhưng nói chung là máy này cái nước sơn nó không được đẹp nha mọi người. Nhìn chung thì không đến nổi tệ, nhưng mà cái nước sơn của máy này nè không được đẹp lắm. Mô bên sóng, lưỡi gà vẫn còn, gạt cước đây ạ, hoạt động tốt. Thì dòng này cái GTO của máy tầm 3.4. Khuyên nó dây của máy này khá là sáng. Đây, GTO 3.4. Đổi được tay quay trái phải, sao của máy là 4.000. Máy này thì có đặc điểm là khi quay nó hơi bị cả cái cối ấy. Hơi cả cối vậy thôi. Chốt chặn hoạt động tốt. Đấy. Hơi bị cả nhẹ thôi chứ không có vấn đề gì cả nha. Chốt chặn hoạt động tốt, quay rất là nhẹ, lực quay rất là nhẹ. Và máy số 3 này nặng là 400g ạ. Và máy số 3 này là máy của Nhật, máy số 3 này có giá là 250.000. Tiếp đến là máy số 4. Máy số 4 thì ở đây em có con máy của Daiwa, dòng Daiwa Sprinter XT600B, tên của máy này. Máy này cối bằng carbon, thân và tay quay bằng kim loại nha, đổ được tay quay trái phải. Máy này ngoại hình khá là đẹp ạ. Tài xước rất là nhỏ, trên cối xước khá là nhỏ nha. Máy này cứ số 5 vào 150m thì máy này tầm sao khoảng 5.000. Cối carbon, thân và tay quay bằng kim loại nha. Mô pin sóng, lưỡi gà vẫn còn. Đổ được tay quay trái phải ạ. Xa thật của máy là 5.000 và khuyên đầu dây của máy đây khá là sáng. Gạt cước, hoạt động tốt. Ngoại hình của máy khá là đẹp. Máy này ngoại hình đẹp nha.
không có trầy xước gì đáng kể cả. Độ mới máy là tầm 80-85% nữa. Và hoạt động của máy nè, máy thì quay rất là nhẹ, chốt chặn hoạt động tốt. Và máy này nặng là 380 g, và máy số 4 này có giá là 350.000. Máy này là máy của Nhật. Tiếp đến máy số 5. Máy số 5 ở đây em có con máy của Daiwa, dòng là Daiwa Sprinter ST850DX. Tên của máy này, máy này cố bằng carbon nhé, thân và tay quay của mình kim loại, đổi được tay quay trái phải. Ngoại hình của máy đã, máy này ngoại hình ở trên cố nó có những cái vết xước như này nha. Cái lớp tem này đó, máy này lớp tem nó bị xước, nhưng nó phai mực in một vài vị trí rồi. Thì máy này tầm xa khoảng 5.000. Mô bên sóng này, lưỡi gà vẫn còn. Khuyên đầu dây của máy đây khá là ok. Gà cước ạ, hoạt động tốt ạ. Đổi được tay quay trái phải, tay quay rất là sáng. Và hoạt động của máy này, máy thì quay rất là nhẹ nha. Máy thì này thì quay rất là nhẹ với em. Chốt chặn ra, hoạt động tốt. Chốt chặn. Và máy này nặng là 400 g ạ. Và máy này là máy của Nhật, máy số 5 có giá là 350.000. Tiếp đến máy số 6 ạ. Ở đây ạ. Máy số 6 ở đây em có, đây là một con máy dòng của, máy này là thuộc dòng của máy Diamond nha mọi người. Con này thì nó một vài vị trí nó bị cái anh cối này, bị tinh thân nữa. Cái mực in nó bị bong rồi. Ở đây, mực in nó bong nhẹ thế này thôi, còn nhưng mà nó không có xước gì cả. Nó không có trời xước gì đáng kể cả. Chỉ cái phần tay quay nó bị xước nhẹ và tróc sơn thế này thôi. Cối khá là sáng, cối được nó mạ màu vàng thế này, khá là sáng nha. Cối bằng inox nè, thân và tay quay bằng kim loại, đổi được tay quay trái phải nha mọi người. Chúng ta đổi được tay quay bình thường. Và khuyên đầu dao của máy là khá là sáng. Máy này có Rito là 4.8 và dòng này thì size thật của máy tầm khoảng là 4.000. 3.000 rưỡi đến 4.000, gạt cước hoạt động tốt. Máy này thì size nhỏ thôi, mở cố bằng cách nhấn nút. Nhưng mà máy này này có cốt trợ lực nha mọi người. Đây cốt trợ lực, nếu chúng ta muốn nhìn thấy cốt trợ lực thì nó gắn liền ở trên cối luôn. Chúng ta nhấn nút mở thì nó nằm, nó sẽ ra luôn cùng với cối. Còn nếu chúng ta mở nắp bằng cách vặn thế này thì chúng ta sẽ mới nhìn thấy được cái cốt trợ lực của máy nằm bên trong. Thì những cái máy size nhỏ này thì chúng ta câu xong hoặc là câu dòng này chúng ta lua cũng khá là ok ạ. Nhưng mà có cốt trợ lực thì chúng ta tải được cá lớn được. Mở bằng cách này thì nó sẽ mất thời gian cho chúng ta hơn, nhưng mà chúng ta sẽ nhìn thấy được cái cốt trợ lực bên trong ạ. Đây, cốt trợ lực của máy như thế này. Còn khi mở như thế này thì cốt trợ lực nó nằm trên, nó thấy nó trục. Còn mở cối bình thường thì chúng ta nhấn cái nút thì nó sẽ mở ra bình thường nha. Khuyên đầu dao của máy khá là sáng nha. Cối của máy cối rất là đẹp, cối không có trầy xước gì đáng kể. Đây, mở nắp bình thường. Cối bên trong rất là đẹp như thế này. Mô bin sóng thì mọi người, máy là mô bin sóng, lưỡi gà vẫn còn. Xa thuộc của máy tầm 3.000 rưỡi đến 4.000, tầm 4.000. Gạt cước hoạt động tốt nè. Thân máy cũng khá là đẹp, không có trầy xước gì đáng kể trên thân máy này cả. Tên của máy đây, nó có một cái con tên nhỏ là Browin thế này. Dòng này form máy này thường hay của dòng Diamond. Nắm tay quay bằng cán gỗ thế này. Còn hoạt động máy đây, máy quay rất là nhẹ nha. Chốt chặn đây, hoạt động tốt. Máy quay khá nhẹ vậy em nè. Rito của máy là 4.8 ạ. Và máy này nặng là 310 g ạ. Máy này nặng 310 g. Và máy này là máy của Nhật, máy số 5, số 6 này có giá là 550.000. Tiếp đến máy số 7 ạ. Máy số 7 thì ở đây em có con máy của Ruby Sinus, dòng là dòng máy carbon nhé. Full toàn bộ thân được carbon, dòng carbon đời cao nhé mọi người. Máy này cước số 4 vào được 150m, size 4.000. Shimano Ruby Sinus XS2000ZM. Tên của máy này, ngoại hình của máy thì có những cái vết xước như thế này đây. Nhưng mà nhìn cũng khá là sáng, đuôi máy có những vết xước nhẹ nhẹ như thế này thôi ạ. Mô bin sóng, lưỡi gà vẫn còn, khuyên đầu dây của máy đây rất là sáng. Chúng ta đổi được tay quay trái phải, gạt cước hoạt động tốt. Và hoạt động của máy này, máy quay rất là nhẹ nha. Chốt chặn nè, hoạt động tốt.
cả cái da cước nha mọi người. À, da cước em đỡ hơi dài quá, mày cả cước nó kêu. Quay rất là nhẹ thôi nè. Size của máy là 4.000 ạ. Và máy này nặng là 300g ạ. Và máy này là của Nhật, máy số 7 này có giá là 470.000. Tiếp đến máy số 8. Đây, máy số 8 thì em có một con máy của Shimano. Máy này rất là đẹp nhé. Độ mới máy này tầm 90-95% nha mọi người, hầu như giống như một máy mới ạ. À, Shimano MA-RZ 800. Đây, cối rất là sáng này. Máy này chỉ một vài vị trí, đây cái vị trí nhỏ này nó bị tróc nhẹ vị trí nhỏ như thế này thôi. Tay quay rất là sáng, máy này rất là đẹp. Không có bị trầy xước gì cả, khuyên đâu dây của máy rất là sáng. Size thật của máy, mô pin sóng này, lưỡi gà vẫn còn. Size thật của máy thì máy này cước số 5 vào được 170m, máy này size 5.000. Khuyên đâu dây của máy khá là sáng nhé. Đặt cước này, hoạt động tốt. Đổ được tay quay trái phải, máy này ngoại hình rất là đẹp. Size của máy 5.000. Đấy, quay rất là êm, máy này ngoại hình vừa đẹp mà hoạt động của máy khá là ok. Chốt chặn nè, hoạt động tốt. Size của máy là 5.000. Và máy này nặng là 430g ạ. Và máy này nặng, máy là máy của Nhật, máy số 8 có giá là 480.000. Tiếp đến máy số 9. Máy số 9 thì em có con máy của Ruby, dòng mà Ruby RX3800DX. Đây. Máy này cối bằng kim loại thân và tay quay là bằng carbon nhé. Đổ được tay quay trái phải. Nó vỏ bên ngoài nó cái máy này cái có được ốp vỏ bên ngoài bằng carbon như thế này. Bên này nó bị mắc một cái tem nhỏ bên đây nhé mọi người. Đây. Như thế này. Cái này thì chúng ta có thể về dùng cái gì đó ta dán lại thì nó cũng khá là đẹp. Thân ngoại hình máy thì không có trầy xước gì đáng kể cả, ngoại hình máy cũng khá là đẹp như thế này. Nhưng mà cối có xước như thế này. Xước nhỏ, những vết nhỏ li ti như thế này ạ. Có Rito là 3.8 ạ. Cước số 6 vào được 190m thì máy này tầm khoảng 6.000. 6.000, 6.000 rưỡi, tạo ra động tầm 6.000. Một pin 6 lưỡi gà vẫn còn, khuyên đôi dây của máy này khá là sáng nhé. Gạt cước này, hoạt động tốt. Chúng ta đổ được tay quay trái phải dành cho máy này nha. Tay quay của máy như này. Và hoạt động của máy này. Máy quay rất là nhẹ nha. Dòng này tích Rito cũng tầm cũng nhỏ thôi. Rito là 3.8 nha mọi người. Chốt chạy rồi, hoạt động tốt. Thân máy không có trầy xước gì đáng kể, chỉ mất cái một cái tim nhỏ phía bên này thôi. Và máy này nặng là 450g ạ. Và máy này là máy của Nhật, máy số 9 này có giá là 400.000. Tiếp đến là máy số 10. Máy số 10 thì ở đây em có con máy Daiwa Sportline ST1000, tên của máy đây ạ. Máy này thì ngoại hình máy này toàn bộ bằng kim loại cả. Đổi được tay quay trái phải nha. À, trên thân máy thì không có ngoại hình trên thân máy thì nhìn cũng khá là ok. Tay quay máy thế này. Đây, không đánh nổi tệ nha. À, nhưng mà máy này cái cối nó bị trầy xước nha mọi người. Đây, cối máy này. Vị trí này nó bị trầy xước cũng tương đối. Đây, xước như thế này. Nhưng mà nó không có sâu lắm đâu, nó không có bị nhâm cối gì cả. Cái này thì nếu là khách nên ta có dụng cụ ta vào chúng ta đánh hết ra thì nó cũng rất là bằng. Một vài vị trí nó vẫn còn dính bẩn. Còn vị trí này thì khá là ok. Vị trí này nó bị oxy hóa thế này. Cái này đánh nó ra hết nha. Mô pin sóng này lưỡi gà vẫn còn. Cước số 5 vào được 180m thì máy này size 5.000. Và dòng này thì có cốt trợ lực bên trong nha mọi người. Cốt trợ lực của máy. Đây ạ, à, size nhỏ thôi, máy này size nhỏ, size 5.000 thôi mà có cốt trợ lực. Cái này thì à, có ok nha, chặt cước, hoạt động tốt. Khuyên đôi dây của máy đây, rất là sáng nha mọi người. Đổi được tay quay trái phải. Ngoại hình của máy thế này. Thì máy này do cái cối nó bị vị trí này thôi, còn thân máy thì khá là ok. Và hoạt động của máy này, dòng này thì hoạt động quay rất là nhẹ nha. Quay khá nhẹ vậy em. Chốt chặn nè. Hoạt động tốt. Và máy số 10 này nặng là 500g. Và máy số 10 này có giá là 480.000. Tiếp đến máy số 11. Máy 11 ở đây em có con máy của Shimano Shimano EX2000, tên của máy nha mọi người. Đây. Máy này ngoại hình cũng khá là đẹp, độ mới tầm 80-85% nha, cối rất là sáng. Máy này với máy số 8 ạ. Rất là đẹp nha. Máy số 11 Shimano. Máy này toàn bộ bằng kim loại, đổ được tay quay trái phải. Đây. Lưng máy thì có những cái vết xước nhẹ trên lưng máy thế này thôi. Máy này ngoại hình khá là đẹp nha.
Thì hôm nay em có một cái cặp Shimano như thế nhỏ như thế này, một lớn một nhỏ, rất là đẹp như thế này. Và size thật của máy này, máy này size thật là cước số 7 vào được 200m thì tầm size khoảng 8.000. Mô bin sống này, lưỡi gà vẫn còn và có cốt trợ lực bên trong, cốt trợ lực bằng carbon, cối máy rất là đẹp nha. Có khá là ok nha. Những cái dòng máy mà có cốt đỡ lực, có cái miếng đệm bằng carbon ở dưới thì chúng ta khách chúng ta sử dụng, ta siết nó vừa vừa chặt thôi nhé mọi người. Ta đừng cố siết chặt quá thì nó sẽ bị dở, bị nứt, bị vỡ cái miếng đệm ở dưới lắm. Tay cái miếng đệm thế này nè. Thì em dặn mọi người như thế này. Đấy, cái miếng này nè. Miếng này của em rất là ok, không vấn đề gì cả nha. Đấy. Nhưng mà chúng ta siết mô bin vừa chặt là ok rồi. Mô bin khá chặt rồi nha, gạt cước hoạt động tốt. Khuyên đầu dây của máy đây, thì cái máy này có cái thiết kế là cái khuyên đầu dây ở giữa là có một cái rãnh đều thế này nha mọi người. Ở đây đấy, rất là láng bóng như này, đổi được tay quay trái phải còn hoạt động máy này, quay rất là nhẹ nha. Máy này quay rất là nhẹ, hoạt động khá là ok. Và dòng này gặp tay quay là nhấn nút như thế này, chốt chặn, hoạt động tốt. Máy này ngoại hình rất là đẹp, sáng bóng như thế này. Và máy số 11 này nặng là 600g, và máy số 11 này là của Nhật, máy 11 có giá là 650.000. Tiếp đến máy số 12. Máy 12 ở đây em có con máy, dòng này là của Daiwa nha mọi người. Máy này cối bằng carbon này, thân và tay quay bằng kim loại. Tay quay phía bên tay phải thôi ạ, nó không đổi được tay. Như này. À, con máy Daiwa, dòng này dòng Daiwa nhé, cước số 6 này. Bởi vì nó không có ghi thông số cước ở trên cố, nó ghi như kiểu như này, dòng này hàng nội địa. Thiết kế cũng khá là lâu này, xài ở nội địa Nhật. Cước số 5 vào được 250m tương ứng với cước nhựa là 0.37 á. Còn cước số 6, cước số 7 đây. Vào được 160m thì máy nó tầm xa khoảng 6.500. Cố bằng carbon, thân qua tay quay bằng kim loại, không đổi được tay quay bên tay phải thôi ạ. Ngoại hình thì máy này nó có bị bong tróc như này nha mọi người, máy này ngoại hình cũng không được đẹp lắm này. Nhưng mà nhìn cũng khá là lạ mắt với dòng này. Khuyên đầu dây của máy đây, khuyên đầu dây của máy này rất là sáng nhé. Gạt cước à, hoạt động tốt. Và hoạt động của máy này, đấy, máy này bù lại cái ngoại hình thì máy này quay rất là nhẹ. Riêng tôi máy này tầm 4.2 nha, quay rất là nhẹ nha. Và máy này là của máy này nặng là 400g ạ. Mà máy này là dòng hàng nội địa Nhật nha mọi người, nó không có dập cái Make in Japan ở trên. Máy số 12 này cả giá là 280.000. Đây, những cái dòng chữ Nhật như thế này. Máy ngoại hình thì có bị bong tróc như này, chốt chặn hoạt động tốt. Máy tay quay phía bên tay phải thôi ạ. Tiếp đến máy số 13. Máy 13 đây em có con máy của Shimano Aerocode 5000, máy chạy bằng hai bạc đàn. Máy này thì cối bằng carbon, thân và tay quay bằng kim loại nhé. Tay quay bằng dòng tay quay carbon nhé mọi người. Tay quay phím tay trái thôi, chúng ta không đổi được tay. Có retro là 3.8, tay quay trái như này. Dòng là dòng cối nông mô bin chết, tức là mô bin tĩnh này, nó không đổi, không có xả được mô bin nhé mọi người. Chúng ta mở được cối để vệ sinh nhưng mà không có xả được mô bin để rong cá. Cán câu thì người ta kéo trực tiếp vào. Nhưng mà dòng này bù lại thì cái sức kéo của máy rất là khỏe, chạy bằng hai bạc đàn. Như thế này ạ. Ngoại hình của máy đây, quay trời xước thế này nha. Đây. Và máy này thì ở trên đầu nắp này, nó bị vỡ nhẹ một cái miếng như thế này. Đây, cái trên cái đầu của cái nắp như thế này thôi chứ không có ảnh hưởng gì đến chức năng hoạt động của máy cả nha mọi người. Xa thật của máy là tầm xa khoảng 5.000. Tay quay phía bên tay trái thôi, ta không đổi được tay. Và hoạt động máy này quay rất là nhẹ nha, chốt chặn này, hoạt động tốt. Khách nào đã xài những cái dòng này thì chúng ta đã biết cái sức tải của máy này khá là khỏe. Những cái dòng máy cối nông mà thiết kế cái dòng kiểu cối như thế này nè, tải khá là khỏe. Và máy này nặng là 490g, và máy này là của Nhật, máy số 12 này, 13 này có giá là 320.000.
Tiếp đến máy số 14. Máy 14 của em có con máy Olympic Lego VO350. Máy này toàn bộ bằng kim loại nha. Chúng ta đổi được tay quay trái phải. Máy này mất một cái tem nhỏ dán ở trên đầu như này. Một cái tem nhỏ giống kiểu như này nha mọi người. Một cái tem thôi chứ không có ảnh hưởng gì cả. Đây. Cái này thì chúng ta dùng cái miếng thiết thì nó cắt ta dán vào thì thấy là đẹp rồi. Đây, ngoại hình máy như này. Lưng mặt đây bị trầy xước như thế này nha. Đổ được tay quay trái phải, cối của máy thì khá là sáng ạ. Mô bên sóng lưỡi gà vẫn còn. Cước số 8 vào được 180m thì máy này size khoảng 8.000. Có Trito là 4.87, cân mạng là 515g. Đó, có ghi đầy đủ cả tên cối ạ. Và cối của máy khá là sáng này. Của máy khá sáng nha. Khuyên nâu dao của máy cũng vậy, rất là sáng. Dạ, cước này, hoạt động tốt. Đổi được tay quay trái phải. Và dòng này chúng ta gặp tay quay bằng tay chúng ta vặn thế này nha. Và chúng ta mở tay quay chúng ta vặn lại. Quay rất là nhẹ thế này. Nó quay khá nhẹ vậy em. Chốt chạy hoạt động tốt. Màu hình của máy. Và máy này nặng là 590g ạ. Và máy này là của Nhật, máy số 14 này có giá là 490.000. Tiếp đến máy số 15, máy cuối cùng đây ạ. Máy 15 anh em có con máy size cũng khá là lớn, size tầm 11.000 nha mọi người. Máy này của Rivi RX20 ạ. Tên của máy nha mọi người. Thì con máy này cái tem đó này, cái tem đó bị lai cái tem đó rồi. Bên này là Rivi RX50, bên này là Rivi RX20. Bị lai cái tem thôi. Còn cái thông số trên cối này, cối thì khá là thông số của máy. Cối thì máy này ngoại hình cối nó bị trầy xước nha. Cối nó xước như thế này, như thế này. Xước cái cối như thế này thôi, nhưng mà nó không có nhăm nha mọi người. Vì những cái xước này nó không bị nhăm cối gì cả. Và xa thực của máy này, xa thực của máy thì thông số cước ở trên cối. Cước số 10 vào được 210m thì máy này tầm xa khoảng 11.000. Có Trito là 4.4 ạ. Ngoại hình của máy đây, lưng máy, thư máy thì trên là thân máy thì nhìn cũng không tệ lắm, nhìn máy cũng khá là sáng này. Nhưng mà máy trên này ngoại hình là trên cối đây, thì cối có bị xước nha mọi người. Mô bên sóng lưỡi gà vẫn còn và máy này có cốt trợ lực bên trong. Size 11.000 có cốt trợ lực ạ. Cái này thì nó bị cái tem nó bị mất, nó dán cái tem khác nó lai tem thôi, nó thẩm mỹ một tí thôi chứ không. Máy xa 11.000 có cốt trợ lực thì dành cho những khách nào chúng ta câu biển, chúng ta câu hay là chúng ta câu hồ dịch vụ, chúng ta cạo cá lớn còn khá là ok nha. Khuyên nâu dao của máy đây, đây khuyên của máy nè, rất là sáng nha. Gạt cước hoạt động tốt. Tay quay của máy ạ. Tay quay của máy thì một vài vị trí nó bị bong nhện như thế này thôi chứ không đáng kể lắm đâu ạ. Và hoạt động của máy này. Quay khá nhẹ và êm nha. Chốt chặn ạ. Hoạt động tốt. Máy quay rất là nhẹ. Và máy này nặng là 700g ạ. Và máy này là máy của Nhật, máy số 15 có giá là 720.000. Và em mới vừa giới thiệu xong lô gồm có 15 máy câu của mình. Mọi chi tiết xin liên hệ với số điện thoại là 0974088309. Thì khách chốt hàng có thể gọi điện trực tiếp kết nối Zalo hoặc là có thể comment bên dưới video ạ. Và khách chốt hàng bằng cách comment bên dưới video thì cho em xin cả số điện thoại và cả địa chỉ nhé mọi người. Em xin cảm ơn mọi người, em xin chào mọi người ạ.